Biết nhiều là tốt, nhưng biết nhiều nói nhiều thì là tệ. Nhưng biết nhiều nói đúng chỗ và làm đúng việc quan trọng, cái đó nó mới là quan trọng, nó mới là trí tuệ. Như vậy, biết nhiều chính là kho gạo. Và chế biến nó thành món gì cho ai ăn thì nó gọi là nói đúng chỗ. Nhưng mà chế biến món bánh gì mà bán có nhiều lợi nhuận thì đó là việc ưu tiên. Đúng không cả nhà? Thầy ơi, biết nhiều quá có tốt không? Biết nhiều quá trong cuộc đời này có bằng này tầng bậc này. Biết nhiều quá, nói nhiều quá, làm nhiều quá, thì rõ ràng biết nhiều quá không ảnh hưởng. Nhưng mà biết nhiều mà lại nói nhiều quá thì là không tốt. Vậy thì người ta bảo là biết nhiều nhưng nói đúng thứ người ta cần, khó. Và bản năng của con người thường là khi biết nhiều thì lại thích thể hiện nhiều, và vô tình là gậy ông đập lưng ông. Khó nhất của cuộc đời này, biết 10 mà nói 2, mà cái 2 đấy này đúng cái người đối diện họ cần. Bởi vì 10 cái của mình biết, chắc gì người kia họ đã cần 10 thứ, có khi người ta chỉ cần 2 thứ thôi. Ví dụ như tôi bây giờ tôi biết nhiều mà tôi đi dạy lớp 1, mà tôi phang cả tài chính, kinh tế, kinh doanh, thị trường mà ném vào đầu một đứa nó học lớp 1 thì não nó vỡ ra nó chết chứ còn. Vậy thì có khi chỉ nói cộng trừ thì lại vừa miếng à. Nhưng mà nói với bác doanh nhân thì bắt buộc phải nói tài chính, kinh tế, thị trường. Mà lại đi dạy cộng trừ thì bác tát cho ù tai, bác bảo mà tao đến đây để tao học mày cái này à. Vậy thì biết nhiều thì là tốt, nhưng mà gì ạ, móc ra đúng cái người ta cần thì đó mới là trí tuệ. Còn biết nhiều mà nói nhiều thì là vứt. Đấy. Rồi xong lại biết nhiều, nói ít mà lại làm nhiều thì lại vứt. Và sai lầm lớn nhất của các ông giám đốc doanh nghiệp chính là biết nhiều xong làm nhiều. Tức là mình biết nhiều quá, xong thấy nhân viên nó làm cái gì mình ngứa mắt, xong mình bảo à, mày làm này ngứa mắt, để đấy tao làm cho. Đến mức độ mà có những bà mẹ mà đứa con nó quét cái nhà nó hơi bẩn tí mà cũng ngứa mắt, để đấy mẹ mẹ quét cho, mẹ lau cho. Thì bao giờ đứa trẻ nó mới biết lau nhà? Vậy thì ngày hôm nay nó biết lau nhà là mừng lắm rồi, bẩn cũng được. Xong ngày mai nó lau sạch hơn tí, ngày mai nó lau sạch hơn tí. Như vậy mình lại phải biết kiên nhẫn và hy sinh có cơ hội làm. Vậy thì biết nhiều là tốt, nhưng biết nhiều nói nhiều thì là tệ. Nhưng biết nhiều nói đúng chỗ và làm đúng việc quan trọng, cái đó nó mới là quan trọng, nó mới là trí tuệ. Như vậy biết nhiều chính là kho gạo. Và chế biến nó thành món gì cho ai ăn thì nó gọi là nói đúng chỗ. Nhưng mà chế biến món bánh gì mà bán có nhiều lợi nhuận thì đó là việc ưu tiên. Đúng không cả nhà? Biết nhiều nó như một kho gạo. Nấu món bánh gì cho ai thì nó gọi là chọn lọc để nói. Nhưng mà làm ra bánh gì để nó có cái hiệu quả trong đời sống, việc ưu tiên đấy, thì cái đó nó gọi là trí tuệ. Vậy thì làm đúng việc. Như vậy biết nhiều thứ, nói đúng chỗ và làm đúng việc ưu tiên. Chứ không phải biết nhiều là bố mày làm tất. Đấy, thì chia sẻ với Khung Phùng như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì bạn lại đổ cho tại mình biết nhiều. Không phải, không phải. Mình biết nhiều mà phải đổ tội cho gì ạ? Mình biết nhiều nhưng mà mình lắm mồm. Chết vì lắm mồm chứ không phải chết vì biết nhiều. Hai nữa là gì ạ? Chết vì cái gì cũng tham muốn làm. Cái gì ngứa mắt, gãi đi cho nó đỡ ngứa. Không? Và làm đúng việc ưu tiên thôi.
Thế là cuộc sống nó nhẹ nhàng. Tôi nói ví dụ ngay kể cả nhân viên bán hàng của tôi chứ, tôi nghe nó trình độ nó bán hàng với trình độ của tôi bán hàng, tôi nghe tôi cũng ngứa mắt lắm chứ, ngứa tai lắm chứ. Thế mình cũng nhảy vào mình sale à? Thế thì làm sao mình còn thời gian mình làm những việc ưu tiên được? Đấy, cho nên là biết nhiều, nói đúng chỗ và làm đúng việc ưu tiên. Đấy, tôi nhắc lại, và không có tội của biết nhiều, mà chỉ có tội của ngứa mồm, ngứa mắt, ngứa tai thôi. Rồi, cảm ơn Khung Phùng rồi ạ.